Và đây là 3 điều cần biết trước khi các bạn muốn kinh doanh về dòng sản phẩm Yodi Phương Anh. Đặc biệt là điều số 3, nếu như các bạn nào muốn thì hãy xem hết video này nha. Điều thứ nhất, các bạn phải là người thật sự trải nghiệm về dòng sản phẩm này, xem coi hiệu quả của sản phẩm như thế nào, cũng như là xem coi sản phẩm có được nhiều chị em và khách hàng tin dùng hay không. Điều số 2, đó là các bạn phải được hỗ trợ đào tạo bài bản về da cũng như về thành phần của sản phẩm để áp dụng sao cho đúng quy trình của từng bệnh lý da đối với dòng sản phẩm này. Và đặc biệt là điều số 3, đó là điều rất là quan trọng. Khi các bạn kinh doanh về dòng sản phẩm này phải được hỗ trợ kèm cặp và hỗ trợ xử lý các vấn đề khi trong quá trình sử dụng sản phẩm. Nếu như các vấn đề đó nó xảy ra những cái vấn đề không mong muốn đối với làn da, thì người kèm cặp đó sẽ hỗ trợ xử lý các vấn đề đó cho các bạn. Đó, nên cái người sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là quan trọng. Nếu như các bạn nào thật sự quan tâm muốn kinh doanh về dòng sản phẩm này, thì nhớ không quên là hãy để lại comment phía dưới thì em Trang sẽ chia sẻ và đồng hành cùng tất cả các chị em mình nha.